thì em rất là thích đóng chung với anh Kiều Minh Tuấn. Và nam chính thứ hai mà em thích đóng chung nữa chính là Tú. Và đối với em, Tú là một diễn viên rất là thông minh. Ngay cái dự án này thì em lại phát lên cái suy nghĩ là muốn mời Nhi vào dự án này. Tại vì thứ nhất là về phần kịch bản, và cái thứ hai đây là cái vai diễn mà em nghĩ là nó cũng sẽ phù hợp cho Nhi ở thời điểm hiện tại. Vậy tức là cái vai diễn này của Diệu Nhi là khởi nguồn là từ anh Tú luôn? Dạ đúng, Tú là người rủ em vào dự án này. Vậy thì hai vợ chồng cùng đóng chung một phim thì cái cảm xúc nó sẽ mãnh liệt hơn, mọi thứ nó trơn tru tự nhiên hơn hay là dễ bị xì hơn? Sẽ kỹ tính hơn. Nếu mà để mà nam chính em thích đóng chung á, thì em rất là thích đóng chung với anh Kiều Minh Tuấn. Và nam chính thứ hai mà em thích đóng chung nữa chính là Tú. Bởi vì là hai người mà em đã tiếp xúc nhiều ở khía cạnh về nói về nghề thì là rất là chỉnh chu và rất là tâm huyết. Và đối với em, Tú là một diễn viên rất là thông minh.